Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thùy Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu được các bác một sản phẩm đồng hồ Delta size nam có mã số 245, đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Swatch. Size của đồng hồ là 39 cả núm, chưa tính núm là size 37. Đồng hồ 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ, đồng hồ sử dụng pin. Và đặc biệt những cọc số trong mặt đồng hồ nó phản quang. Các bác nghiêng qua nghiêng lại thì nó sẽ đổi màu liên tục nè. Khi nghiêng xuống nó lên màu đỏ nè, nghiêng qua là màu bạc nè. À, nó ánh đủ màu lên như vậy, giống như là nó lấp lánh chớp cái đèn led phía trong vậy đó, rất độc đáo đúng không? Mẫu này đang bán trên trang eBay tầm 3 triệu lận nha, nhưng mà do em đấu giá được giá tốt thì em sẽ bán giá mềm cho mình. Giá bán của đồng hồ này là 1.100.000. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Tất cả đều nguyên bản, nguyên sim, hoạt động hoàn hảo. Cọc số phản quang nó chạy lấp lánh đủ màu như vậy. Bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ mà giá bán rất là mềm, rất là rẻ mà đã có một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Swatch. Tất cả đều nguyên bản nguyên zin nè, cái niềm cũng có chữ Swatch, dây cũng Swatch nè. Và ngay chốt khóa của đồng hồ cũng đóng thương hiệu Swatch nè. Khóa của đồng hồ nó tới hai lớp khóa lận nha. Nên mình đeo mẫu này rất là xịn và chất lượng. Vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Và đây là mặt đáy của đồng hồ nè. Nguyên cái vỏ của đồng hồ nó đúc nguyên khối như vậy nên độ chống nước rất là tốt. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, em bao bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Swatch cho các bác sử dụng.